Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nay em lên được cho anh em 2-3 con mộc bổi. Em cũng sẽ lên thông tin đầy đủ từng con trên clip cho anh em tham khảo và lựa chọn. Anh em ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào mà không ưng hoặc anh em thấy đắt thì anh em xem vui vẻ giải trí anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Thì cái con đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em là cái con ở lồng em mộc này anh em ạ. Con này thì là một con chim gốc Kim Bôi Hòa Bình. Chim bộ trung to, không có tật lối. Chim được khoảng 2 tháng lồng, hơn 2 tháng lồng rồi anh em ạ. Chim cũng đã đứng lồng tạm tạm, giọng thì sổ rất là tốt rồi. Đó thì cái con lồng em mộc này anh em nào mà ưng thì em chia sẻ cho anh em là 1 triệu anh em nhé. Bóng bụng rất là liền lạc anh em ạ. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con bên trái màn hình, là con vừa bung xẻ đây anh em. Con này thì bóng bộ rất là đẹp anh em ạ. Chim cũng rất là lăng xăng, rất là gấu. Nhưng mà con chim này là một con chim má trắng anh em nhé. Má trắng vụ vừa rồi chứ không phải là già rừng anh em ạ. Chim cũng đã học được giọng rồi anh em. Nhưng mà em kia thì nó không sổ giọng cho nên em không quay được cho anh em. Thì con này là một con chim gốc Kim Bôi Hòa Bình, chim bộ trung anh em ạ, lông mỏng dính, bộ dài đòn. Con này để mà nó lúc nào nó căng, nó hót đấy, họng họng bò anh em, yếm rất là đậm. Ở ngoài nhìn chắc nhìn khéo còn nhìn thấy nó đẹp hơn anh em ạ. Chim hiện tại thì đang ăn cám gà anh em nhá, cho nên là lửa khói nó còn rất là yếu. Thì con này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 ạ. Đó anh em nào mà ưng với em thì báo là cái con mái trắng lên anh em nhé. Em quay cái hình bộ của nó rõ hơn cho anh em xem. Đó. Rất là đẹp anh em ạ. Còn giờ em chuyển qua cái con cuối cùng này cho anh em tham khảo anh em nhé. Con chim này thì là một con chim gốc Lạc Sơn Hòa Bình anh em ạ. Một con chim bộ trung to, yếm đậm. Màu thì gần cui anh em ạ. Chim cũng rất là gấu. Lông lá thì nó vừa xong lông cũng chưa xong hẳn hết anh em ạ. Nhưng mà người ta chăm lông lá nó hơi xấu anh em nhé. Con này về anh em nào muốn chăm thì bây giờ về thì chắc là chơi tạm tạm thôi, còn muốn để nó chơi ok thì chắc lại phải chăm lông vụ sâu nữa anh em ạ. Đó nhìn cũng rất là đẹp đúng không anh em. Con này thì cũng không có tật lối gì anh em nhé. Vậy em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 2.700.000 anh em nhé. Con chim mộc hơn 5 lồng, chưa khai thác gì anh em ạ. Đó rất là nhanh chim. Thì thông tin từng con em cũng đã lên trên clip cho anh em tham khảo và lựa chọn. Anh em nào ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào mà không ưng hoặc thấy đắt thì em hẹn anh em clip sau anh em nhé. Em rất là cảm ơn toàn thể anh em đã xem clip của em. Em chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào một clip tiếp theo. Con lần tì hơi hơi đấy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.